Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 9 tháng 1 và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Ông Nguyễn Văn Oánh ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên trồng đào, cam, bưởi cho hiệu quả kinh tế cao. Đoàn trường các đảng nghề cơ điện và thủy lợi điểm sáng trong phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm cho công tác hội năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Hải quan Hưng Yên. Năm 2018, cùng với kinh tế tăng trưởng cao hơn kế hoạch kết hợp với các giải pháp đã thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.422.000 tỷ đồng, vượt 103,5.000 tỷ đồng so với dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động, tích cực với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi ngân sách cũng được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh về đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Năm 2018, thu ngân sách nhà nước ở tỉnh ta cũng đạt 13.168 tỷ đồng, vượt gần 10% dự toán. Năm 2019, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, các ngành và các đơn vị thuế, hải quan và kho bạc tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách phù hợp với tình hình thực tế, tích cực phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương và ngành chức năng để khai thác và nuôi dưỡng hiệu quả các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình và tăng cường các biện pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 với 62 điểm cầu các tỉnh thành phố. Sự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2018, công tác thi đua khen thưởng trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc được các ngành các cấp tổ chức trang trọng với nhiều hình thức đổi mới sáng tạo, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp. Năm 2018 đã có trên 55.000 trường hợp được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong năm 2019, các bộ ban ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, tập trung nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua khen thưởng phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước. Thực hiện việc xem xét lựa chọn những tập thể cá nhân thật sự tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng và trình khen thưởng, tiếp tục kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, biết làm tốt công tác dân vận và tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác hội, hoạt động team 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới dự. Năm 2018, công tác hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động hội, nhất là cấp cơ sở, tập trung các hoạt động về chi tổ hội, tổ chức nhiều hoạt động với chủ đề phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm gắn với thực hiện khâu đột phá về vệ sinh an toàn thực phẩm của nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 15. Chỉ đạo xây dựng điểm chi hội phụ nữ 503 sạch, xây dựng nông thôn mới tại 5 huyện thành phố, xây dựng được gần 880 tuyến đường hoa, quyên góp ủng hộ xây mới và sửa chữa 26 mái ấm tình thương cho hội viên, giúp đỡ trên 1.200 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu năm 2019, công tác hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của phụ nữ, gia đình, trẻ em. Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên đi đôi với nâng cao chất lượng và hoạt động của chi tổ hội, phát huy vai trò là nguồn lực hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ. Ngày 8 tháng 1, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành thẩm tra hồ sơ và kết quả xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hưng Yên. Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới 2011-2018, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn thành phố đã từng bước hoàn thiện kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển toàn diện, an ninh, trật tự được giữ vững. Thành phố Hưng Yên đã huy động được hơn 1.900 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 1,9%. Đến nay, 10 trên 10 xã của thành phố đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã nào nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu thành phố Hưng Yên cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cụ thể hóa một số nội dung trong các báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới, tiếp tục có những biện pháp quan tâm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của các xã. Kết quả thẩm tra sẽ được tổng hợp làm căn cứ để thành phố Hưng Yên thực hiện các bước tiếp theo trong đề nghị thẩm định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước đó, đoàn đã tiến hành thẩm tra thực tế xây dựng nông thôn mới tại các xã và thẩm tra hồ sơ tự đánh giá của thành phố Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn tác hại do chuột gây ra đối với sản xuất và đời sống dân sinh, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã tổ chức triển khai chiến dịch diệt chuột vụ xuân 2019. Theo đó, triển khai các biện pháp diệt chuột làm hai đợt. Đợt 1, ngay sau khi đổ ải ngập đất ngoài đồng ruộng theo thực tế của từng xã phường thị trấn. Tổ chức diệt chuột đợt 1 đạt 80% lượng bã cát 0,25 VKB trên vùng trồng rau màu, cây ăn quả trang trại, bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ vùng bờ thửa Gò Đống, ven khu công nghiệp. Thời gian tập trung từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 2. Đợt 2 đạt bổ sung 20% lượng bã cát 0,25 VKB từ giai đoạn sau cấy đến khi lúa đẻ nhánh đứng cái, nơi mật độ chuột còn cao sau khi đã đạt bả đợt 1, chú trọng các vùng khu sản xuất lúa giống, kết hợp với biện pháp thủ công đặt bẫy bán nguyệt. Thời gian từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, diệt trừ chuột phải đúng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và thời gian, an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường. Ngăn chặn sự gây hại của chuột gây ra đối với sản xuất nông nghiệp tới mức thấp nhất ngay từ đầu vụ. Để đảm bảo nguồn nước tưới cũng như việc tiêu úng cho các diện tích cây trồng, hiện các xã trên địa bàn huyện Khoái Châu đang đẩy nhanh việc nạo vét thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Vụ đông xuân 2018-2019, huyện Khoái Châu có kế hoạch nạo vét trên 116.000 mét khối, trong đó trên kênh dẫn tiêu là 73.000, kênh tưới 43.000 mét khối. Đến hết ngày 5 tháng 1 đã nạo vét được 45.000 mét khối đất thủy lợi. Phần kênh dẫn, kênh nổi, cửa cống hố hút và tu bổ bờ vùng do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đảm nhận. Các phần tiểu thủy lợi do các xã thị trấn thực hiện. Để hoàn thành tốt kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân, các xã thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn và làm thủy lợi đông xuân 2018-2019. Phòng Nông nghiệp huyện và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động điều tiết nước tưới tiêu, khơi thông dòng chảy, đảm bảo hệ thống thủy lợi nội đồng hoạt động đồng bộ, hiệu quả, tránh để xảy ra tình trạng địa phương nào thiếu nước hoặc úng lụt. Huyện Khoái Châu đang phấn đấu làm thủy lợi xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2019, kịp tận dụng nguồn nước tiểu mãn và nước xả nguồn để đổ ải phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2018-2019. Năm nay, các địa phương trong toàn huyện cũng đã gắn làm thủy lợi với chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa và quy hoạch lại hệ thống công trình thủy lợi để phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm 2014, gia đình ông Nguyễn Văn Oánh ở phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên đã cải tạo 5 hectare đất bãi sông Hồng để trồng đào, cam, bưởi, phục vụ cho thị trường Tết. Hiện nay các diện tích đã cho hiệu quả kinh tế cao.
Nhận thấy đất bãi rất phù hợp với các cây trồng như đào, cam canh, bưởi diễn, sau khi đã cải tạo 5 hectare đất thùng vũng của gia đình và thuê lại của địa phương, ông Oánh đã đi học hỏi kinh nghiệm thâm canh các cây trồng ở khắp trong và ngoài tỉnh để áp dụng vào các diện tích của gia đình. Xác định để có hiệu quả kinh tế cao, ông Oánh đã đi sâu vào sản xuất thâm canh các loại đào, quất, bưởi, cam theo dáng, thế, rồi đưa lên chậu và đa dạng các kiểu dáng, mẫu mã, giá thành. Ông đã dành riêng một diện tích để trồng cây phôi, đồng thời sau mỗi dịp Tết, ông đi mua lại cây của các gia đình không có nhu cầu trồng lại sau chơi Tết. Chỉ tính riêng năm 2018, trang trại của gia đình ông đã có 2.000 cây quất cảnh, 400 cây đào, 50 chậu bưởi, cam đường canh 200 chậu. Ngoài ra đã có 4 tấn cam canh được tiêu thụ, cho thu nhập gần 2 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi gần 1 tỷ đồng. Do đảm bảo các điều kiện về chất lượng và làm tốt khâu quảng bá thương hiệu sản phẩm, trong năm 2018, làng nghề sản xuất tương bần, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào tiếp tục tăng 20% doanh thu. Năm 2018, làng nghề sản xuất tương bần có 21 hộ đăng ký sản xuất tương theo đăng ký chất lượng sản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước, tăng 3 hộ so với năm 2017. Làng nghề vẫn sản xuất hai loại sản phẩm chính gồm tương tinh chất, chủ yếu là nước cốt tương và tương truyền thống để nguyên cái. Toàn làng nghề tiêu thụ được 1,2 triệu lít tương các loại với giá dao động bán ra thị trường từ 20 đến 35 nghìn đồng một lít, doanh thu đạt khoảng 30 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Các hộ có sản lượng tiêu thụ lớn tập trung ở khu vực phố Bần thuộc thị trấn Bần Yên Nhân gồm tương Triệu Sơn, Hường Đạt, Hương Quất và Đoàn Thoa. Công ty Điện lực Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018. Năm 2018, Công ty Điện lực Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so với năm trước. Tỷ lệ tổn thất điện năng đạt thấp hơn chỉ tiêu trên giao 0,28%. Chỉ số độ tin cậy về cung ứng điện đạt tuyệt đối với 9 trên 9 tiêu chí. Năm 2019, công ty phấn đấu thực hiện các mục tiêu tiếp tục duy trì triển khai văn hóa doanh nghiệp và làm tốt quy trình 5S, vận hành có hiệu quả hệ thống điện và làm tốt nhiệm vụ kinh doanh điện trên địa bàn. Xác định việc cung cấp điện năng an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời nâng cao chất lượng điện, chất lượng phục vụ khách hàng, tăng doanh thu. Tại Trường Đại học Tài chính và Quản trị Kinh doanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh vừa tổ chức lễ tuyên dương sinh viên năm tốt và học sinh ba rèn luyện cấp tỉnh năm 2018. Thời gian qua, phong trào sinh viên năm tốt và học sinh ba rèn luyện trong toàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa cho học sinh sinh viên. Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sinh viên năm tốt, sinh viên sống đẹp, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều sinh viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho 30 sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt và 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đoàn trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi luôn được đơn vị tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua trong học sinh, sinh viên do Đoàn Thanh niên các cấp phát động với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, phong trào Sáng tạo trẻ đã giúp cho học sinh, sinh viên trong trường có thêm nhiều cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của bản thân, nâng cao chất lượng đào tạo, phản ánh nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên mùng 9 tháng 1. Xác định lấy chất lượng hiệu quả dạy nghề là mục tiêu hàng đầu để phấn đấu, bảo đảm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu ngày càng khó tính của thị trường lao động. Thời gian qua, các chi đoàn giáo viên trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi đã đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật như là một trong những giải pháp ưu tiên để thúc đẩy, tạo động lực để đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp tỉnh, học sinh sinh viên giỏi nghề, khóa luận tốt nghiệp hay phong trào, mô hình thiết bị đào tạo tự làm luôn thu hút đông đảo các em học sinh sinh viên trong trường tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo và mang tính ứng dụng cao trong thực tế. Trong cái quá trình thực hành thì các cán bộ đoàn cũng như là các giáo viên trẻ ở các xưởng thì thường là thuộc chi đoàn cơ quan, thuộc ủy viên ban chấp hành đoàn trường thì các thầy rất là cặn kẽ
chỉ cho các trò. Và trong cái quá trình học ấy, thì các cái công ty doanh nghiệp thì thường về để nhận các sinh viên của mình đi thực tập tại các công ty để làm ra cái sản phẩm thật. Và đồng thời các công ty cũng gửi các cái sản phẩm về để cho học sinh sinh viên làm kiếm thêm thu nhập. Và bên đoàn đã cũng đứng ra để nhận một số cái sản phẩm cho các em thực hành làm, vừa để gây quỹ đoàn, vừa để có thêm một chút thu nhập cho các em học sinh sinh viên. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Đoàn trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi đã có 6 mô hình tham gia các hội thi. Nổi bật trong số đó là mô hình ô tô điện tự làm của nhóm các em học sinh khoa cơ khí động lực. Bằng những nguyên liệu được tái sử dụng và tự tay các em học sinh đưa ra ý tưởng và thực hiện thành công chiếc xe điện chỉ với mức giá 65 triệu đồng, rẻ hơn mức giá bán ngoài thị trường là trên 100 triệu đồng. Sáng kiến này còn giành giải nhất hội thi sáng tạo đề án kết hợp thực tập và làm ra sản phẩm. Hay mô hình điều khiển đèn đường được các thầy cô và các em học sinh khoa điện, điện tử dân dụng cũng cùng nguyên liệu có sẵn như gỗ, khung sắt, mạch điều khiển để mô phỏng quá trình làm việc của hệ thống đèn đường thực tế, phục vụ cho bài giảng. Mô hình cũng đã xuất sắc giành giải nhất trong hội giảng nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia làm các mô hình để đi thi, vì nó giúp chúng em có thể vận dụng những lý thuyết trên lớp vào thực tế. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của các chi đoàn, phong trào sáng tạo kỹ thuật của trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thủy lợi đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao uy tín của nhà trường cho công tác đào tạo, trở thành điểm sáng cho phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Quý vị và các bạn đến với mục Phụ nữ Hưng Yên trung hậu đảm đang tự tin khởi nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức tập huấn nhân rộng mô hình nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ dựa vào cộng đồng. Đối tượng tập huấn gồm trên 30 thành viên là cán bộ hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, cán bộ hội được giảng viên cung cấp nhiều nội dung quan trọng như kiến thức, kỹ năng tổ chức, điều hành hoạt động mô hình nhóm cha mẹ và thực hành điều hành nhóm, xây dựng kế hoạch hoạt động, cách sử dụng tài liệu phục vụ cho hoạt động của nhóm cha mẹ tại cộng đồng và vận động nguồn lực cho mô hình. Việc tập huấn là cơ sở để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng và nhân rộng thành công mô hình nhóm cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ dựa vào cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức ra mắt hợp tác xã Nấm, xã Minh Phượng. Hợp tác xã được thành lập với sự tham gia ban đầu của 13 thành viên là nữ có kinh nghiệm trồng nấm và có khả năng áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nấm. Bên cạnh sản xuất kinh doanh nấm, hợp tác xã còn tổ chức trồng rau, hoa, các loại, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, bán buôn thực phẩm. Mục đích hoạt động của hợp tác xã là nhằm nâng cao thu nhập cho các thành viên phụ nữ, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nấm, đồng thời từng bước nâng cao kỹ thuật sản xuất nấm, rau theo công nghệ hiện đại, đảm bảo quy trình sản xuất Việt Gáp. Năm 2018 vừa qua, nhờ có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng chính quyền và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Câu lạc bộ Không có chồng con, mắc tay tị nạn xã hội ở thị trấn Khoái Châu được thành lập năm 2013 là kết quả phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an thị trấn gồm 100 thành viên. Với hoạt động chính là tuyên truyền vận động hội viên, các gia đình thực hiện nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tránh xa tệ nạn xã hội. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, từ khi thành lập đến nay, trên địa bàn thị trấn không phát sinh đối tượng mới mắc tai tệ nạn xã hội. Được tuyên truyền về cái trong gia đình là không có chồng có con mắc vào cái tai tệ nạn của xã hội thì trước hết về gia đình là tôi về tôi động viên chồng là không xa vào cái tệ nạn cờ bạc, thế còn các con không chơi bời quá đà để mà xa vào cái tệ nạn xã hội.
Nhằm mục đích giúp phụ nữ thoát nghèo, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Khoái Châu đã có nhiều cách làm hay, thiết thực giúp hội viên như 72 mô hình phế liệu sạch giúp đỡ hội viên khó khăn, vận động gần 150 hội viên giúp phụ nữ nghèo về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, 25 trên 25 cơ sở thành lập mô hình hũ gạo tình thương tặng cho hội viên nghèo. Trước kia thì là công việc thì cũng không có mấy, thì thu nhập hàng tháng thì nó bấp bênh. Thế còn bây giờ là đi thu mua này rồi chị em trong thôn gọi là cũng hỗ trợ, ủng hộ đấy. Đấy thì cũng thêm được một phần nào cái chi tiêu hàng tháng. Việc tập hợp thu hút hội viên xây dựng tổ chức hội vững mạnh cũng được hội coi trọng. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội giai đoạn 2017-2021 tới 100% cơ sở, kết nạp 988 hội viên. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội trong năm 2019, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khoái Châu chúng tôi cũng đã đề ra một số các cái phương hướng tiếp tục mà chỉ đạo các cái cơ sở hội sẽ tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và hai cái cuộc vận động của hội, cuộc vận động xây dựng gia đình nông thôn văn sạch và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung vào các sinh hoạt theo các cái chuyên đề để thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt và góp phần thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trọng tâm của hội. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ, đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác hội phụ nữ huyện Khoái Châu đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tổ hợp tác rau hữu cơ thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu hoạt động hiệu quả. Huyện Ân Thi đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Ông Nguyễn Văn Hệ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, gương mẫu tận tụy với các phong trào của địa phương. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.